Rồi, em xin chào tất cả quý anh chị cùng như quý nhà đầu tư thân mến. Em đang bán đất tại khu dân cư Phước Thái thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là trục đường 16m, trục đường dự án chính của dự án khu dân cư Phước Thái tại phường Tam Phước. Hướng này là đi ra quốc lộ 51. Từ vị trí đất này, anh chị có thể di chuyển dễ dàng trên các tuyến giao thông thuận tiện như là quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Và ở đây thì rất là nhiều tiện ích như ủy ban phường, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các khu công nghiệp lớn nhỏ trong vòng bán kính 2 km anh chị ơi. Với diện tích 5 x 18 phun thổ cư, sổ hồng riêng công chứng trong ngày, đầy đủ tiện ích nội khu như công viên, hồ bơi để cho anh chị tha hồ thưởng thức vào những ngày cuối tuần cùng gia đình, mát mẻ thoáng mát. Giá vô cùng đầu tư cho một lô đất 5 x 18 1,7 tỷ thương lượng chính chủ, sổ hồng riêng công chứng trong ngày. Anh chị quan tâm để lại số điện thoại hoặc gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị ơi. Đường 16m, vỉa hè hành lang điện âm nước máy, sổ hồng riêng phun thổ cư công chứng trong ngày anh chị nha. Dự án khu dân cư Phước Thái tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh chị quan tâm để lại cho em số điện thoại hoặc gọi cho em số điện thoại trên màn hình anh chị nhé.